Hội thứ 15 phần Tịnh Lự Ba La Mật Đa, tôi nghe như vậy. Một thùa Đức Bạc Giả Phạm cùng với 1.250 vị đại bí xô trú trong núi Thiếu Phong tại thành Vương Xá, bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm cách nào để an trụ vào Tịnh Lự Ba La Mật Đa? Phật dạy: Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trước nên vào sơ tịnh lự, đã vào sơ tịnh lự như vậy rồi, nên nghĩ như vậy: ta từ sanh tử vô thỉ đến nay luôn luôn nhập tịnh lự như thế, làm việc nên làm, thân tâm vắng lặng, nên ta có ơn đối với tịnh lự này. Nay lại làm việc nên làm, đây là chỗ nương tựa tất cả công đức. Kế đến nên nhập tịnh lự thứ hai, đã vào tịnh lự thứ hai như vậy rồi, nên nghĩ như vậy: ta từ sanh tử vô thỉ đến nay luôn luôn nhập tịnh lự như thế, làm việc nên làm, thân tâm vắng lặng, nên ta có ơn đối với tịnh lự này. Này lại làm việc nên làm, đây là chỗ nương tựa tất cả công đức. Kế đến nên nhập tịnh lự thứ ba, đã vào tịnh lự thứ ba như vậy rồi, nên nghĩ như vậy: ta từ sanh tử vô thỉ đến nay luôn luôn nhập tịnh lự như thế, làm việc nên làm, thân tâm vắng lặng, nên ta có ơn đối với tịnh lự này. Nay lại làm việc nên làm, đây là chỗ nương tựa tất cả công đức. Kế đến nên nhập tịnh lự thứ tư, đã vào tịnh lự thứ tư như vậy rồi, nên nghĩ như vậy: ta từ sanh tử vô thỉ đến nay luôn luôn nhập tịnh lự như thế, làm việc nên làm, thân tâm vắng lặng, nên ta có ơn đối với tịnh lự này. Này lại làm việc nên làm, đây là chỗ nương tựa tất cả công đức. Đã nhập 4 tịnh lự như thế rồi, Đại Bồ Tát lại nên suy nghĩ: 4 tịnh lự này đối với chúng Đại Bồ Tát có ơn đức lớn, và cũng là nơi nương tựa cho chúng Đại Bồ Tát. Nghĩa là khi sắp đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chúng Đại Bồ Tát đều lần lượt nhập 4 tịnh lự này. Đã nhập 4 tịnh lự như vậy rồi, nương vào tịnh lự thứ tư phát ra 5 thần thông, chiến thắng ma quân thành vô thượng giác. Đại Bồ Tát này nghĩ như vậy: xưa kia chúng Đại Bồ Tát đều tu tập tịnh lự Ba La Mật Đa, ta cũng nên tu. Xưa kia chúng Đại Bồ Tát đều học tịnh lự Ba La Mật Đa, ta cũng nên học. Xưa kia chúng Đại Bồ Tát đều nương tịnh lự Ba La Mật Đa, theo ý thích phát ra Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta cũng nên nương tịnh lự Ba La Mật Đa như thế, theo ý thích phát ra Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tất cả chúng Đại Bồ Tát đều nương tịnh lự thứ tư, phương tiện hướng đến chánh tánh ly sanh, chứng ngộ chân như xả tánh phàm phu. Tất cả chúng Đại Bồ Tát đều nương vào tịnh lự thứ tư, phương tiện phát ra định kim cương dụ, trừ sạch các lậu hoặc, chứng trí Như Lai. Thế nên phải biết tịnh lự thứ tư có ơn đức lớn đối với chúng Đại Bồ Tát, hay làm cho chúng Đại Bồ Tát ban đầu nhập vào chánh tánh ly sanh, chứng nhập chân như xả tánh phàm phu, cuối cùng chứng đắc sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đó chúng Đại Bồ Tát luôn nhập vào tịnh lự thứ tư. Như vậy, tuy đang nhập 4 tịnh lự này, nhưng chúng Đại Bồ Tát không đắm trước vào sự an vui của 4 tịnh lự, cho đến những nơi tốt đẹp thù thắng của quả đẳng lưu. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tất cả chúng Đại Bồ Tát an trụ vào 4 thứ tịnh lự như thế, làm phương tiện thù thắng dẫn dắt đến các công đức. Như vậy, chúng Đại Bồ Tát nương vào tịnh lự thứ tư, sanh tưởng không vô biên xứ, dẫn đến định không vô biên xứ. Như vậy, chúng Đại Bồ Tát nương vào định không vô biên xứ, sanh tưởng thức vô biên xứ, dẫn đến định thức vô biên xứ. Như vậy, chúng Đại Bồ Tát nương vào định thức vô biên xứ, sanh tưởng vô sở hữu xứ, dẫn đến định vô sở hữu xứ. Như vậy, chúng Đại Bồ Tát nương vào định vô sở hữu xứ, sanh tưởng phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, dẫn đến định phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Tùy đang nhập 4 định vô sắc, nhưng chúng Đại Bồ Tát không đắm nhiễm vào 4 định vô sắc, cho đến sanh nơi tốt đẹp thủ thắng của định này. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát vì quán nghĩa nào mà hiện nhập định diệt thọ tưởng, nhưng lại không nhập? Phật dạy: Xá Lợi Tử, vì các Đại Bồ Tát sợ rơi vào địa vị thanh văn độc giác, nên không nhập vào định diệt thọ tưởng, rồi đắm nhiễm vào sự an vui vắng lặng của định này, liền vui mừng chứng nhập quả A-la-hán hay quả độc giác vào bát niết bàn. Các Đại Bồ Tát quán sự việc như vậy, nên tuy hiện nhập định diệt thọ tưởng, nhưng lại không hiện nhập. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật hiếm có thay, các Đại Bồ Tát hay làm việc khó làm, nghĩa là dù đang nhập các định như vậy, nhưng không đắm trước vào các định, dù đang nhập các định hay sanh công dụng thủ thắng, nhưng lại không lìa nhiễm. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng như lời thầy nói, thật hiếm có các đại Bồ Tát hay làm việc khó làm. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, thật hiếm có thay, các đại Bồ Tát nghĩa là dù đang nhập vào bốn tịnh lự, bốn định vô sắc vắng lặng an vui nhưng lại không đắm trước, cũng không lìa nhiễm. Này ta nói tóm lược bằng ví dụ cho thầy được hiểu trọn vẹn nghĩa này. Như có người sanh ở châu Thiệm Bộ này, tuy đối với cõi dục chưa được lìa nhiễm, nhưng được qua châu Bắc Câu Lô, nhận thấy người nữ châu kia không bị ràng buộc, dung mạo đoan chính, dạo chơi tự tại, lại thấy châu kia y phục và vật trang sức xinh đẹp trang nghiêm đều từ cây xanh ra, lại thấy châu kia có gạo thơm, mùi vị ngon ngọt, không phải trồng trọt mà tự mọc lên, lại còn thấy châu kia chạm vào chỗ nào cũng có các loại ngọc báu rất xinh đẹp, và người ở châu đó tùy ý thọ dụng các vật dụng như thế một cách tự do, khi đang thọ dụng không chút đắm nhiễm, đã thọ dụng rồi liền vứt bỏ mà không luyến tiếc. Người ở châu Thiệm Bộ ấy tuy chưa lìa nhiễm nhưng khi thấy đầy đủ các sự việc tốt đẹp kia vẫn không tham đắm mà vứt bỏ quay về, nên biết người này rất hiếm có. Như vậy, dù đang nhập bốn tịnh lự, bốn định vô sắc vắng lặng an vui, đã thấy trong ấy phát sanh các công đức thù thắng vắng lặng vi diệu, nhưng các đại Bồ Tát không đắm trước mà còn trở lại cõi dục, dùng phương tiện thiện xảo nương thân cõi dục, siêng năng tinh tấn tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, siêng năng tinh tấn tu học quán pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tính không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không, siêng năng tinh tấn tu học quán các pháp chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Siêng năng tinh tấn tu học quán vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Siêng năng tinh tấn tu học quán vô minh diệt nên hành diệt nên thức diệt nên danh sắc diệt nên lục nhập diệt nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sanh diệt nên lão tử diệt. Siêng năng tinh tấn tu học quán thánh đế khổ, hoặc vô thường, hoặc không, hoặc vô ngã. Siêng năng tinh tấn tu học quán thánh đế tập, hoặc nhân, hoặc tập, hoặc sanh, hoặc duyên. Siêng năng tinh tấn tu học quán thánh đế diệt, hoặc tịnh, hoặc diệu, hoặc ly. Siêng năng tinh tấn tu học quán thánh đế đạo, hoặc như, hoặc hành, hoặc xuất. Siêng năng tinh tấn tu học quán bốn vô lượng từ bi hỷ xả. Siêng năng tinh tấn tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Siêng năng tinh tấn tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ lớp, 10 biến xứ. Siêng năng tinh tấn tu học pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Siêng năng tinh tấn tu học trí tịnh quán địa, trùng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, Bồ Tát địa, Như Lai địa. Siêng năng tinh tấn tu học cực hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa. Siêng năng tinh tấn tu học pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tà Ma địa. Siêng năng tinh tấn tu học 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Siêng năng tinh tấn tu học 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt. Siêng năng tinh tấn tu học đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Siêng năng tinh tấn tu học 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp. Siêng năng tinh tấn tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Siêng năng tinh tấn tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Siêng năng tinh tấn tu học các trí thiện xảo, phân biệt quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán, độc giác bồ đề. Siêng năng tinh tấn tu học tất cả hạnh đại Bồ Tát. Siêng năng tinh tấn tu học quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cũng khuyên hữu tình tu các pháp lành. Những việc như thế rất là hiếm có. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì lý do gì Như Lai ứng chánh đẳng giác hứa cho các đại Bồ Tát bỏ bậc thắng định vắng lặng an vui, trở lại thọ thân hèn kém cõi dục? Phật bảo Xá Lợi Tử, này Xá Lợi Tử, pháp của chư Phật là vậy, không cho chúng đại Bồ Tát sanh trời trường thọ, Vì sao, này Xá Lợi Tử, không cho chúng Đại Bồ Tát sanh trời trường thọ? Vì ở đó họ xa lìa việc tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô biên các pháp phần bồ đề khác. Do đây chậm chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã mong cầu. Cho nên Như Lai ứng chánh đẳng giác hứa cho chúng Đại Bồ Tát bỏ bậc thắng định vắng lặng an vui, trở lại thọ thân hèn kém cõi dục mà không cho chúng Đại Bồ Tát sanh trời trường thọ, bỏ mất bản nguyện. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát rất là hiếm có, hay làm được việc khó làm, nghĩa là bỏ thắng định vắng lặng an vui, trở lại thọ thân hèn kém ô uế. Ví như có người chưa lìa dục nhiễm, trông thấy người nữ quý phái ở trong rừng vắng, có hình dáng đoan trang xinh đẹp, rất đáng yêu, mặc dù xem thấy đầy đủ các dáng dấp trên thân thể, nhưng điều phục được tâm nên chẳng hành động buông lung. Về sau ở nơi khác trông thấy người nữ hình dáng xấu xí, dơ dáy, hèn hạ, lại sanh tham ái, liền hành động buông lung. Như vậy chúng Đại Bồ Tát tuy thường an trụ 4 thứ tịnh lự và 4 định vô sắc vắng lặng mầu nhiệm, nhưng có thể vứt bỏ tất cả để trở lại thọ thân hèn kém, đủ thứ tạp uế cõi dục, nên nói rất hiếm có, làm được việc khó làm. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, đúng vậy, chúng Đại Bồ Tát bỏ thắng định thọ thân cõi dục, nên biết đó là phương tiện thiện xảo. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì chúng Đại Bồ Tát này cần cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, xả thân thắng địa, trở lại sanh cõi dục, phát sanh ý tốt, phương tiện thiện xảo. Dù quán tánh sắc uẩn thường vô thường đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng đều bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn vui không vui đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn vui không vui cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn ngã vô ngã đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn ngã vô ngã cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn không bất không đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn không bất không cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn tướng vô tướng đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn tướng vô tướng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn nguyện vô nguyện đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn nguyện vô nguyện cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn viễn ly không viễn ly đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn vắng lặng không vắng lặng đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn vắng lặng không vắng lặng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xứ thường vô thường đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thường vô thường cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xứ vui không vui đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vui không vui cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xứ ngã vô ngã đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xứ tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xứ không bất không đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không bất không cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xứ tướng vô tướng đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tướng vô tướng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xứ nguyện vô nguyện đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nguyện vô nguyện cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xứ viễn ly không viễn ly đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xứ vắng lặng không vắng lặng đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vắng lặng không vắng lặng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc xứ thường vô thường đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc xứ vui không vui đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp xứ vui không vui cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc xứ ngã vô ngã đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc xứ tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc xứ không bất không đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp xứ không bất không cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc xứ tướng vô tướng đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp xứ tướng vô tướng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc xứ nguyện vô nguyện đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp xứ nguyện vô nguyện cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc xứ viễn ly không viễn ly đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc xứ vắng lặng không vắng lặng đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp xứ vắng lặng không vắng lặng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn giới thường vô thường đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới thường vô thường cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn giới vui không vui đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới vui không vui cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn giới ngã vô ngã đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn giới tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn giới không bất không đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới không bất không cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn giới tướng vô tướng đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới tướng vô tướng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn giới nguyện vô nguyện đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới nguyện vô nguyện cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn giới viễn ly không viễn ly đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn giới vắng lặng không vắng lặng đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới vắng lặng không vắng lặng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc giới thường vô thường đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp giới thường vô thường cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc giới vui không vui đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp giới vui không vui cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc giới ngã vô ngã đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc giới tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp giới tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc giới không bất không đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp giới không bất không cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc giới tướng vô tướng đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp giới tướng vô tướng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc giới nguyện vô nguyện đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp giới nguyện vô nguyện cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc giới viễn ly không viễn ly đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp giới viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc giới vắng lặng không vắng lặng đều bất khả đắc, và quán tánh thanh hương vị xúc pháp giới vắng lặng không vắng lặng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn thức giới thường vô thường đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thường vô thường cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn thức giới vui không vui đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới vui không vui cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn thức giới ngã vô ngã đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn thức giới tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn thức giới không bất không đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới không bất không cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn thức giới tướng vô tướng đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tướng vô tướng cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn thức giới nguyện vô nguyện đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới nguyện vô nguyện cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn thức giới viễn ly không viễn ly đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn thức giới vắng lặng không vắng lặng đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới vắng lặng không vắng lặng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xúc thường vô thường đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý xúc thường vô thường cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xúc vui không vui đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý xúc vui không vui cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xúc ngã vô ngã đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý xúc ngã vô ngã cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xúc tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý xúc tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xúc không bất không đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý xúc không bất không cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xúc tướng vô tướng đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý xúc tướng vô tướng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xúc nguyện vô nguyện đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý xúc nguyện vô nguyện cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xúc viễn ly không viễn ly đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý xúc viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhãn xúc vắng lặng không vắng lặng đều bất khả đắc, và quán tánh nhĩ tĩ thể thân ý xúc vắng lặng không vắng lặng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thường vô thường đều bất khả đắc, và quán tánh các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra thường vô thường cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vui không vui đều bất khả đắc, và quán tánh các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra vui không vui cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ngã vô ngã đều bất khả đắc, và quán tánh các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra ngã vô ngã cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, và quán tánh các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không bất không đều bất khả đắc, và quán tánh các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra không bất không cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tướng vô tướng đều bất khả đắc, và quán tánh các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra tướng vô tướng cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nguyện vô nguyện đều bất khả đắc, và quán tánh các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra nguyện vô nguyện cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra viễn ly không viễn ly đều bất khả đắc, và quán tánh các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vắng lặng không vắng lặng đều bất khả đắc, và quán tánh các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra vắng lặng không vắng lặng cũng bất khả đắc, nhưng không để bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh địa giới thường vô thường đều bất khả đắc, và quán tánh thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh địa giới vui không vui đều bất khả đắc, và quán tánh thủy hỏa phong không thức giới vui không vui cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. dù quán tánh địa giới ngã vô ngã đều bất khả đắc, và quán tánh thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh địa giới tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, và quán tánh thủy hỏa phong không thức giới tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh địa giới không bất không đều bất khả đắc, và quán tánh thủy hỏa phong không thức giới không bất không cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh địa giới tướng vô tướng đều bất khả đắc, và quán tánh thủy hỏa phong không thức giới tướng vô tướng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh địa giới nguyện vô nguyện đều bất khả đắc, và quán tánh thủy hỏa phong không thức giới nguyện vô nguyện cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh địa giới viễn ly không viễn ly đều bất khả đắc, và quán tánh thủy hỏa phong không thức giới viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh địa giới vắng lặng không vắng lặng đều bất khả đắc, và quán tánh thủy hỏa phong không thức giới vắng lặng không vắng lặng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhân duyên thường vô thường đều bất khả đắc, và quán tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, và pháp từ duyên sanh ra thường vô thường cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhân duyên vui không vui đều bất khả đắc, và quán tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, và pháp từ duyên sanh ra vui không vui cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhân duyên ngã vô ngã đều bất khả đắc, và quán tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, và pháp từ duyên sanh ra ngã vô ngã cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhân duyên tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, và quán tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, và pháp từ duyên sanh ra tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhân duyên không bất không đều bất khả đắc, và quán tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, và pháp từ duyên sanh ra không bất không cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhân duyên tướng vô tướng đều bất khả đắc, và quán tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, và pháp từ duyên sanh ra tướng vô tướng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhân duyên nguyện vô nguyện đều bất khả đắc, và quán tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, và pháp từ duyên sanh ra nguyện vô nguyện cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhân duyên viễn ly không viễn ly đều bất khả đắc, và quán tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, và pháp từ duyên sanh ra viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh nhân duyên vắng lặng không vắng lặng đều bất khả đắc, và quán tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, và pháp từ duyên sanh ra vắng lặng không vắng lặng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Bấy giờ Mãn Từ Từ hỏi Xá Lợi Từ: Thưa tôn giả, vì lý do gì Như Lai ứng tránh đẳng giác cho chúng Đại Bồ Tát nhập 4 tịnh lự 4 định vô sắc, mà không cho chúng Đại Bồ Tát ở lâu trong ấy tâm sanh nhiễm trước? Xá Lợi Tử đáp: Thưa tôn giả, không cho chúng Đại Bồ Tát sanh tâm nhiễm trước đối với 4 tịnh lự, 4 định vô sắc và sanh trời trường thọ, cho đến Như Lai ứng tránh đẳng giác không cho chúng Đại Bồ Tát sanh tâm nhiễm trước 4 tịnh lự, 4 định vô sắc và ở lâu trong ấy. Vì sao? Mãn Từ Từ: Vì nếu sanh cõi dục thì mau được viên mãn trí nhất thiết trí, còn sanh cõi sắc vô sắc không có công dụng đây. Mãn Từ Từ liền thưa Xá Lợi Tử: Thưa tôn giả, chúng Bồ Tát rất là hiếm có làm được việc khó làm, nghĩa là các Bồ Tát trụ thắng định rồi trở lại xả bỏ để thọ pháp thấp kém. Ví như có người gặp kho tàng được chôn giấu, tay nắm ngọc báu lại vứt bỏ đi, về sau lúc thấy vỏ sò người kia liền lượm lấy đem vào nhà. Cũng vậy, chúng Đại Bồ Tát nhập 4 tịnh lự, 4 định vô sắc, vắng lặng an vui, tùy ý dạo đi hay dừng nghỉ, sau vứt bỏ đi trở lại sanh cõi dục, tiếp nhận mọi thứ thấp kém của thân tâm, rồi nương vào đó để tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô viên các pháp phần Bồ Đà. Thấy được sự việc này nên Đức Phật cho chúng Đại Bồ Tát sanh trời trường thọ, có thời gian lâu dài tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô biên các pháp phần Bồ Đề, do đây mau được trí nhất thiết trí. Mãn Từ Từ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con thưa với Thế Tôn như thế há chẳng làm sáng tỏ được Phật là bậc thật nghĩ, là bậc pháp ngữ,